Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Dự Phượng Hành của Lê Dịnh bị cả 100.000 người phản đối nữ phụ. Dự Phượng Hành đã khởi quay được một thời gian nhưng có vẻ ngoài chủ Lê Dịnh ra thì nam chính lẫn nữ phụ đều không làm hài lòng netizen. Từ ngày công bố diễn viên, Lâm Canh Tân đã bị chê lên chê xuống vì dáng người không đẹp. Đến gần đây, nữ phụ loạt mục Dương Tự nhận về phản đối gay gắt và có nguy cơ bị mất vai diễn. Trước đó, anh thấy không ít bình luận chê bai Lâm Canh Tân do nam diễn viên có vóc người chưa được thon gọn. Về sau, lời chê ngày càng nhiều hơn khi poster tung ra, cho thấy khí chất của nam chính không đủ để hóa thân thành nhân vật hành trị. Dù vậy, Lâm Canh Tân cũng đã được chặn rồi, netizen không phục cũng phải chịu thôi. Tuy nhiên, so với nam chính thì nữ phụ của bộ phim này còn tạm hơn. Theo An được biết thì nữ phụ của Dự Phượng Hành được cựu lộ Phi Hương xây dựng là một đại mỹ nhân. Lạt Mộc Dương Tự tuy có vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn, nhưng bị cho là không đủ đẹp xuất sắc để đóng vai này. Giữa lúc Phan Nguyên Tắc đang la ó vì đoàn phim chọn Lạt Mộc Dương Tự đóng vai đại mỹ nhân, thì cô này lại vướng lùm xùm rao bán album được tặng trên mạng. Tuy vụ việc không lớn nhưng khiến người qua đường thêm không có thiện cảm với cô. Ngay sau đó, blogger tổ chức bình chọn xem có người đồng ý Lạt Mộc Dương Tự diễn vai nữ phụ Dự Phượng Hành hay không. Kết quả cho thấy có đến hơn 100.000 người phản đối, yêu cầu thay diễn viên. Nói về việc Phan Nguyên Tắc và nhiều người phản đối Lạt Mộc Dương Tự đóng nữ phụ Dự Phượng Hành, netizen cho biết do bản thân nữ diễn viên không phù hợp vai diễn, chiếu lùng xùm bán album kia chẳng phải giọt nước tràn ly. Hiện tại anh thấy có khá nhiều thông tin về vai nữ phụ của bộ phim. Có blogger cho biết Lạt Mộc Dương Tự bị thay bởi Chung Lệ Lệ, nhưng cũng có blogger tiết lộ rằng do phim đã quay được một nửa nên sẽ không thay diễn viên. Nhìn chung, vấn đề nữ phụ đang khiến Dự Phượng Hành nhận về nhiều tranh cãi. Hơn nữa, vụ việc có thể ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. An cũng thấy khá lo cho tác phẩm của Lê Dịnh, bởi từ nữ phụ đến nam chính đều không được lòng khán giả thế này, e rằng khi chiếu sẽ gặp khó khăn đấy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.